Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ ba ngày 21 tháng 3, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Cao điểm tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3. Trong ngày đầu tiên đã huy động được 5 tỷ đồng tiền gửi. Triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình cải thiện sinh kế thông qua hoạt động giới thiệu du lịch nông nghiệp đến các bản dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi tỉnh Sơn La. Hiệu quả mô hình chợ 4.0 tại thành phố Sơn La. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 21 tháng 3, đồng chí Lò Minh Hùng, phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gọi tắt là ban chỉ đạo 35, đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm hành 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo 35 của tỉnh. Trong quý 1, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kịp thời, sâu rộng đến cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chia sẻ lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, đăng tải các tin bài, tham gia bình luận đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng theo chỉ đạo định hướng của Trung ương và của tỉnh các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị phối hợp chặt chẽ mở chuyên trang chuyên mục đa dạng hóa hình thức thông tin đăng phát nhiều tin bài phóng sự tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái thiếu khách quan các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp nhạy cảm trong triển khai chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của tỉnh qua đó nhận thức của cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên các vấn đề phức tạp dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn được giải quyết kịp thời tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm củng cố kiện toàn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì góp phần xây dựng tổ chức đảng chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm hành 2023, đồng chí Lào Minh Hùng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy, tăng cường nắm bắt tình hình, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội, nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, hưởng ứng tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Sơn La năm 2023, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước, của tỉnh phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp, những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở, tăng cường xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên để thu thập, cung cấp thông tin và viết tin bài phản bác, đấu tranh trên các trang web, fanpage của Ban chỉ đạo 35 các cấp, tiến hành ra soát, đánh giá hệ thống các trang, nhóm phục vụ công tác tuyên truyền, các thông tin tích cực chính thống ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Hơn 5 tỷ đồng là số tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân trong ngày đầu tiên của tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Lễ phát động được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 3. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ công chức, đoàn viên hội viên các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp tham gia. Phát biểu phát động tuần lễ đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhấn mạnh chính sách tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách do ngân hàng chính sách xã hội chủ trì thực hiện là đặc biệt quan trọng, là khâu đột phá trong công tác giảm nghèo có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tế của địa phương. Tại Sơn La, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo. Năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 37.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với doanh số cho vay trên 1.600 tỷ đồng, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh. Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo nhằm sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần nằm trong nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong các giảm nghèo có tính nhân văn sâu sắc phù hợp với thực tế của địa phương, phát huy được hiệu quả cao lớn, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023 diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4, cao điểm là từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3, với sự tham gia hưởng ứng của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể tỉnh nhận ủy thác từ ngân hàng chính xã hội. Mỗi tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia bằng hình thức mở sổ tiết kiệm tối thiểu từ 500.000 đồng, gửi góp hoặc có kỳ hạn gửi từ 1 đến 12 tháng trở lên. Số tiền gửi tiết kiệm sẽ bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Việc uh, huy động nguồn vốn từ các đối tổ chức và cá nhân thì sẽ cùng với nguồn vốn của nhà nước tạo lập lên cái uh, nguồn lực lớn hơn và sẽ góp phần tạo nên nguồn vốn của tín dụng chính sách để cho vay đối với bà con nhân dân ngay tại trên chính địa bàn giúp cho họ có nguồn vốn để thực hiện sản xuất trồng trọt chăn nuôi ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình và cái việc tạo lập ra nguồn vốn này thì cũng thể thể hiện cái sự cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã trao vốn vay 250 triệu đồng cho 5 hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, ngày 21 tháng 3, Văn phòng tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo cuốn lịch sử Văn phòng tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020. Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều nhận định Bản thảo lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020 có nội dung khái quát cơ bản sự hình thành về tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy, kết quả tham mưu phục vụ Đảng bộ, trực tiếp là Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ lịch sử. Nhân sự lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy các thời kỳ được sưu tầm, tổng hợp, qua đó tôn vinh công lao của đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng làm rõ thêm các sự kiện lịch sử, bổ sung thêm những dữ liệu quan trọng thể hiện vai trò, chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy, đồng thời nêu các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện bản thảo cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020 tiếp thu các ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm và góp ý để cuốn lịch sử văn phòng tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020 được hoàn thiện, đảm bảo giá trị nội dung và ý nghĩa. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, đoàn chuyên gia tổ chức phi lợi nhuận mạng lưới kỹ thuật có sự tham gia của nông dân Nhật Bản NPO IFPAT đã đến làm việc tại bản bó phường Triềng An, thành phố Sơn La về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình cải thiện sinh kế thông qua hoạt động giới thiệu du lịch nông nghiệp đến các bản dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi tỉnh Sơn La Việt Nam. Tham gia có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và các hộ trực tiếp tham gia dự án. Dự án được triển khai tại bản bó phường Triềng An, thành phố Sơn La từ năm 2021. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đã thành lập được 3 nhóm sở thích gồm nhóm du lịch, nhóm trồng hoa, nông nghiệp trồng rau, cây ăn quả và nuôi cá. Tổng kinh phí thực hiện dự án trong 2 năm 2021 và 2022 trên 1,1 tỷ đồng. Dự án đã tổ chức 8 lớp tập huấn với hơn 100 lượt người tham gia về kỹ thuật sản xuất rau quả an toàn, kỹ thuật trồng chăm sóc hoa, phục vụ homestay và kinh doanh, kỹ thuật cải tạo và chăm sóc vườn cây ăn quả, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Dự án đã khảo sát và hỗ trợ đầu tư xây dựng 5 nhà lưới cho 5 hộ gia đình tham gia với diện tích 100m2 trên một nhà để trồng rau và trồng hoa. Đồng thời, tổ chức tập huấn tham gia khóa đào tạo đối tác về du lịch nông nghiệp tại thành phố Kasama, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Tổ chức một chuyến tham gia học tập tại bản Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, tại Mộc Châu, Vân Hồ trong việc triển khai nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ tham gia dự án, đoàn chuyên gia tổ chức NPO IFPAS Nhật Bản đánh giá cao việc các hộ đã áp dụng kiến thức được tập huấn, đường tham quan thực tế vào việc phát triển kinh tế từ trồng hoa, trồng rau và phát triển du lịch cộng đồng đã đem lại hiệu quả kinh tế. Năm hành 23, dự án sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tại bản bó phường Triềng An, tập trung vào hoạt động du lịch nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Thái, xây dựng bản làng xanh sạch đẹp phát huy bản du lịch cộng đồng. Hoạt động nông nghiệp triển khai trồng rau, trồng hoa trong năm nhà lưới đã được xây dựng từ năm 2022 và hai hộ trồng rau chưa được xây dựng nhà lưới. Xây dựng một số mô hình chăm sóc vườn mận sau thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng quả phục vụ khách tham quan du lịch Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơ La đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết đồng thời ban hành các quyết định về phân bổ nguồn kinh phí ba chương trình mục tiêu quốc gia kịp thời, đúng thời gian, đảm bảo tuân thủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định. Tổng vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 3 năm từ 2021 đến 2023 là trên 3.624 tỷ đồng. Nguồn ngân sách địa phương thực hiện đối ứng ba chương trình mục tiêu quốc gia trên 195,6 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 2 năm nay, giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2022 đạt trên 742 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch sau năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với năm 2021, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 21,66% năm 2021 xuống còn 17,83%. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được giao, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện cho các dự án, ra soát điều chỉnh kịp thời giảm vốn của các dự án chậm tiến độ, bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân nguồn vốn được giao bổ sung. Các chủ đầu tư để nhanh tiến độ thi công công trình, dự án, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án. Thời gian qua, thành phố Sơn La đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán và thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại. Cửa hàng Việt Hạt là cửa hàng kinh doanh lâu năm tại khu vực chợ trung tâm thành phố Sơn La. Tại đây, khách mua hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều ngân hàng mà cửa hàng đã đăng ký. Tiện lợi, nhanh chóng là điều mà cả khách hàng và chủ hộ kinh doanh có thể nhận thấy. Nhà mình thì chuyên kinh doanh về chăn ga gối đệm nội thất điện tử nhưng về hình thức thanh toán bây giờ thì đến 80% là mọi người chuyển qua app các ngân hàng. Và đến bản thân mình cũng thế đi động chỉ cần một cái điện thoại thôi. Tôi cảm thấy là rất là tiện lợi trong việc sử dụng cái qua tất cả các app của ngân hàng. Thứ nhất là không phải cầm theo cái tiền mặt. Mình có thể giao dịch chuyển khoản rất chỉ là nhanh. Mô hình chợ 4.0 tại chợ trung tâm thành phố và chợ mùng 7 tháng 11 được Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Viettel Sơn La, VNPT Sơn La triển khai từ tháng 7 năm 2022, đang mang lại những tiện ích cho tiểu thương và khách hàng khi vào chợ mua bán, không cần dùng tiền mặt. Đây là bước đi cụ thể hóa nghị quyết số 17 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sơn La. Mô hình chợ 4.0 thì bước đầu cũng đã nhận thấy rằng là có những cái chuyển biến tích cực. Đó là về cái việc hạn chế trong cái uh, uh, sử dụng tiền mặt tại chợ và cũng thuận tiện cho cái việc kinh doanh mua bán của các hộ kinh doanh. Tại chợ trung tâm thành phố Sơn La hiện nay có hơn 200 tiểu thương, hộ kinh doanh, một số quầy hàng đặt nhiều điểm chấp nhận thanh toán QR code của các ngân hàng thương mại để khách hàng lựa chọn thanh toán các tiểu thương đã mở tài khoản Viettel Money, VNPT Money để thực hiện các giao dịch. Ngay cả khi điện thoại của khách hàng không có kết nối Internet, vẫn thanh toán được thông qua việc nhập mã trên điện thoại. Khi người dân đến mua hàng thì sử dụng app thì rất tiện lợi. Ở chợ trung tâm này bây giờ là sử dụng dùng các tài khoản của ngân hàng để chuyển chuyển tiền. Nhưng mà những người dân ở xa thì họ chưa biết sử dụng những cái app đấy em. Tôi thường xuyên đi mua hàng và thanh toán trong chuyển khoản rất là tiện lợi trong mua hàng không phải dùng tiền tiền mặt nữa. Mô hình chợ 4.0 là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế, giúp giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt lưu thông. Tuy nhiên, đối với tỉnh Sơn La, điều kiện kinh tế xã hội nhiều vùng còn khó khăn, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp cận dịch vụ này. Ở các cái hộ kinh doanh tại chợ trung tâm thì đa số là các bà, các mẹ là kinh doanh lâu năm và đã có tuổi về việc là sử dụng các cái công nghệ thông thông tin thì là cũng còn hạn chế và cái thói quen của các hộ kinh doanh và nhân dân mua bán tại chợ thì thường là vẫn còn đang dùng tiền mặt bởi vậy cho nên là cái việc thực hiện chợ 4.0 là vẫn còn hạn chế Thời gian tới, thành phố Sơn La tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp với nhân viên các nhà mạng tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu thương, khách hàng tải app, đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ, xây dựng các điểm nạp rút tiền, tạo các điểm chấp nhận thanh toán QR code, giúp người dân trải nghiệm tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại. Những năm trước đây, nước sinh hoạt luôn là mối chăn trở của người dân tại những vùng khó khăn của huyện Mộc Châu nhiều hộ dân phải dự trữ nước mưa hay lấy nước từ các khe suối hay mó nước để sử dụng nhưng vẫn không đảm bảo. Nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân, thời gian qua chi nhánh cấp nước huyện Mộc Châu đã thực hiện việc đầu tư xây dựng, lắp đặt mới thêm các tuyến ống đến các vùng khó khăn về nguồn nước đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân. Hơn 70 tuổi, ông Trần Bá Phương mới được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ khi chi nhánh cấp nước huyện Bộc Châu mở rộng mạng lưới cấp nước tới các điểm vùng ven khu vực thị trấn, thì ước mơ có đủ nước dùng của gia đình ông Phương bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực. Được nhờ là có công ty điện nước của Sơn La nói chung và một Châu nói riêng là về lắp đặt cho nên từ ngày đó đến nay là rất phấn khởi, nước luôn luôn có và sạch. Cũng có nước sạch để sử dụng mặc dù phải tốn chi phí hơn so với trước nhưng cuộc sống của gia đình ông Hà Văn Khái ở bản Nà Bó 2 xã Mừng Sang huyện Mộc Châu đã thuận lợi hơn so với trước đây rất nhiều từ ngày mà được xí uh, nghiệp mà uh, chi nhánh cấp nước huyện Mộc Châu cấp cho tức là chúng tôi được dùng nước ấy thì phải nói là từ ngày dùng cho đến bây giờ thì là rất là mỹ mãn mà nước đảm bảo lúc nào cũng có chất lượng chúng tôi được cấp nước đầy đủ không có thiếu nước một tí nào. Thực hiện việc mở rộng mạng lưới cấp nước cho các hộ khách hàng, từ năm 2019 đến nay, chi nhánh cấp nước huyện Mộc Châu đã lắp đặt nhiều tuyến ống truyền tải mới đến các bản khó khăn về nước sạch trên địa bàn huyện, với trên 400 hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh và đảm bảo an toàn. Tổng kinh phí lắp đặt được chi nhánh hỗ trợ cho nhân dân là trên 200 triệu đồng. Chi nhánh cấp nước Mộc Châu trong thời gian vừa qua đã triển khai hệ thống cấp nước tới các hộ khách hàng, vùng nhất là các vùng nông thôn, vùng ven là những hộ khách hàng có nhu cầu sử dụng nước sạch của công ty cổ phần cấp nước La tiêu chí của công ty cấp nước Sena là cung cấp chất lượng nước đủ tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn 1 của bộ y tế đến tất cả các hộ khách hàng của chia của công ty và cũng là để nâng cao chất lượng cuộc sống cho đại đa số người dân trong địa bàn bằng việc mở rộng mạng cấp nước cùng với đó là tích cực ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đã giúp nhiều hộ dân tiếp cận được nguồn nước sạch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. chủ động phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới Biên cương Tổ quốc tôi năm 2023 tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Tới dự có đại diện Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơ La, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Học viện Cảnh sát Nhân dân và đại diện chính quyền địa phương. Đoàn đã trao tặng một công trình nhà bán chú, một tủ sách ước mơ, 10 giường tầng, 20 bộ áo dài cho trường trung học cơ sở Giả Long Phiêng, huyện Yên Châu, trao tặng 40 xuất quà gồm sữa, bánh kẹo cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cho tặng một bộ máy tính cho công an xã Long Phiêng, huyện Yên Châu với tổng giá trị các phần quà trên 300 triệu đồng. Học viện Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh Sơn La mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền và nhân dân xã Long Phiêng. Cho tặng những tấm lòng, những phần quà nhằm giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn cũng đã tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trường trung học cơ sở xã Long Phiêng, huyện Yên Châu. Trọng tâm là pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em. Huyện Đoàn Sóc Cổ vừa tổ chức chương trình hội trại thanh niên năm 2023 chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 60 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tịch Sơn La. Trong không khí rộn ràng phấn khởi với chủ đề khát vọng công hiến, lẽ sống thanh niên, chương trình ngày hội năm nay diễn ra với ba nội dung chính: hội trại thanh niên, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Tại nội dung hội trại thanh niên, nhiều hoạt động tập thể cũng đã diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Mỗi trại đều có sự sáng tạo riêng, có chủ đề rõ ràng và đảm bảo được các nội dung theo quy định của ban tổ chức như treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, góc học tập, gian hàng trang phục các dân tộc và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nằm trong chuỗi chương trình, hội trại thanh niên còn có liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ 16 đơn vị cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc với 8 tác phẩm tuyên truyền tham gia biểu diễn các tác phẩm tuyên truyền được dàn dựng công phu, chất lượng, mang tính tuyên truyền cao với những giai điệu hào hùng ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng tuổi trẻ. Để phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời góp phần chia sẻ với người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh vừa phối hợp với huyện Đoàn Quỳnh Nhai và các đơn vị tổ chức chương trình nhịp cầu thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh xã mường dại là xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện quỳnh nhai còn nhiều hộ nghèo khó khăn để chia sẻ và động viên người dân nơi đây đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trao tặng quà cho các gia đình chính sách hộ đặc biệt khó khăn các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã trao tiền hỗ trợ mô hình vườn cây thanh niên công trình ánh sáng bản làng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ngoài ra các đơn vị đồng hành còn tổ chức cắt tóc khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã khiến bà con rất vui tươi phấn khởi Hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự được đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khám và và sức khỏe cho dân và, và phát thuốc miễn phí, đèn còn đèn nổi là thắp sáng mọi nhà nên là rất là phấn khởi. Những hoạt động không chỉ giúp đỡ cho bà con nhân dân mà còn tạo nên sự đoàn kết, giao lưu học hỏi cho đoàn viên thanh niên các đơn vị, giúp đoàn viên thanh niên có sự cảm thông chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn sau chương trình này thì mình muốn là được tham gia nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều người dân tại các vùng sâu vùng xa và những nơi đặc biệt khó khăn. thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc thực hiện các cái nội dung thiện nguyện như thế này để góp phần đưa cái đời sống của bà con nhân dân cũng như là các cái công trình đến với bà con nhân dân để bà con nhân dân được hưởng những cái gì là tốt đẹp nhất. Chương trình nhịp cầu thanh niên năm 2023 đã phát huy tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, góp phần giúp đỡ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 21 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã khai mạc hội thi thiết kế đồ dùng đồ chơi dạy học bậc mầm non cấp tỉnh lần thứ nhất năm học 2022-2023. Tham dự hội thi có 36 đơn vị đại diện cho 230 cơ sở giáo dục cấp mầm non trên địa bàn tỉnh, Trải qua vòng thi cấp huyện, đã có 36 trên 621 bộ sản phẩm được lựa chọn dự thi cấp tỉnh. Các sản phẩm chia thành 3 nhóm gồm tư liệu dạy học là các bộ tranh ảnh theo chủ đề làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, đồ dùng dạy học dành cho trẻ em trải nghiệm và thực hành các vận động cơ bản, đồ chơi. Các sản phẩm dự thi có thiết kế sáng tạo, độc đáo, đẹp mắt do các thầy cô giáo cùng phụ huynh phối hợp thực hiện. Các sản phẩm đều có tính ứng dụng cao trong hoạt động giáo dục được làm từ những nguyên vật liệu sẵn có, đảm bảo tiêu chí thân thiện với môi trường và an toàn cho trẻ. Hội thi là dịp để các trường mầm non trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học, đồ chơi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, có phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong 4 ngày từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3, trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức hội thi sinh viên giỏi năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 80 sinh viên các chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược có kết quả học tập năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023 đạt loại khá trở lên. Các thí sinh đã trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, tổng hợp kiến thức của các môn cơ sở và môn chuyên ngành đã học. Sinh viên có điểm thi lý thuyết tổng hợp đạt từ 8 điểm trở lên được tham dự thi thực hành với các tình huống thực hành mô phỏng theo chuyên ngành theo hình thức thi chạy trạm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã công nhận 45 sinh viên đạt sinh viên giỏi năm học 2022-2023. Trong đó có 5 sinh viên giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba. Nhà trường khen thưởng 9 giáo viên có sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Thưa quý vị, trước tình trạng dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc đã và đang xảy ra tại huyện Sóc Cộp, Tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đã tăng cường phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Trong quý 1 năm nay, trên địa bàn huyện Sóc Cộp xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng tuyếp ô tại hai bản của xã Sam Kha, huyện Sóc Cộp với số trâu bò mắc bệnh là 18 con, trong đó có 16 con bò và hai con trâu. Sau khi có thông tin về tình hình bệnh lở mồm long móng trên gia súc, Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm để xác minh virus gây bệnh và có giải pháp phòng trừ. Bò, nợn, dê cừu, hưu lai. Những dấu hiệu coi như của bệnh là mồm nóng móng là gia súc chủ yếu là bị đau ở móng, ở miệng thì coi như là uh, sưng ở miệng, lưỡi. Thế và coi như gia súc khi bị bệnh là có cái triệu chứng uh, sùi bọt như bọt bia, kéo tơ. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thời điểm này cơ bản được kiểm soát, để khống chế và ngăn chặn kịp thời các ổ dịch phát sinh không để lây lan ra diện rộng. Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới xảy ra, không để lây lan diện rộng. Tổ chức vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất vôi bột tại các ổ dịch các tuyến đường và phương tiện ra vào ổ dịch, các địa điểm nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Đối với bệnh lở mồm long móng trên đàn vật nuôi, thì hiện nay trong giai đoạn giao mùa thì cũng dễ phát sinh cái lây, lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc. thì chúng tôi khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn trâu bò đàn gia súc để tạo được miễn dịch. Việc người chăn nuôi chú trọng công tác tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sẽ giúp bảo đảm an toàn đàn vật nuôi, góp phần duy trì, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Tới đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo nắng nóng ngày 21 tháng 3 tại huyện Mường La, Yên Châu, Sông Mã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 30 đến 45 độ. Dự báo ngày 22 tháng 3 xảy ra nắng nóng diện rộng bao gồm các huyện Mường La, Yên Châu, Sông Mã, Sóp cục và Phú Yên. Ngày 23 tháng 3 tỉnh Sơn La tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng bao gồm các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Yên Châu, Sông Mã, Sóp cục và Phú Yên. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 39 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 đến 45 độ. Nắng nóng diện rộng ở tỉnh Sơn La có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.